Điện máy nội thất Á Châu xin kính chào quý khách, tưng bừng khai trương, dinh ngàn quà tặng, giảm giá cực sốc, mua hàng tận gốc. Điện máy nội thất Á Châu hợp tác với các tập đoàn điện máy, điện gia dụng, đồ nội thất hàng đầu Việt Nam, tưng bừng khai trương và chào đón hè 2022, khuyến mại giảm giá kèm theo hàng ngàn phần quà vô cùng hấp dẫn, khuyến mại áp dụng từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022. Điện máy nội thất Á Châu giảm giá từ 10 đến 49% cho tất cả mặt hàng, giảm giá tất cả mặt hàng, giảm sâu từ 1 triệu đến 7 triệu đồng. Loa karaoke 4 tấc đôi giảm 6 triệu còn 6.900.000 đồng, loa karaoke mini giảm 2 triệu còn 1.500.000 đồng, dàn nhạc sống mua về là đi sâu hát giảm 15 triệu còn 27 triệu đồng, tất cả tivi tủ lạnh máy giặt đều giảm mạnh, rẻ hơn điện máy xanh từ 1 đến 3 triệu đồng, tivi 32 inch giọng nói chính hãng Thái Lan giảm 3 triệu còn 5.500.000 đồng, tivi Samsung 50 inch giảm 7 triệu chỉ còn 17 triệu đồng, tủ lạnh sáp lớn giảm 4 triệu đồng còn lại 6 triệu đồng, bàn ghế salon gỗ cây tự nhiên không pha tạp, hàng chất lượng cao có bảo hành mối mọt nứt xé, giảm mạnh trong thời gian khuyến mại, bộ bàn ghế ăn giảm 6 triệu chỉ còn 6 triệu đồng, bộ salon giảm 5 triệu, còn lại 6.500.000 đồng, tủ thờ, tủ áo gỗ thao lao chất lượng tốt, giá từ 4 triệu đến 9 triệu đồng. Hãy nhanh chân đến với Điện máy nội thất Á Châu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý nhất, đặc biệt với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, dinh hàng về ngay sau 10 phút, chỉ cần căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc căn cước công dân và bằng lái xe, dân hàng đồ gia dụng giảm giá cực sốc như nồi cơm điện, bếp từ, chảo lẩu đa năng, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố đều được giảm giá và kèm quà tặng. Điện máy nội thất Á Châu bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ Á Châu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại Á Châu khuyến mại nhiều hơn. Nhanh chân đến Điện máy nội thất Á Châu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Điện máy nội thất Á Châu, địa chỉ tỉnh lộ 853, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Điện thoại 0981776648, 0344619679. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách. Điện máy nội thất Á Châu xin kính chào quý khách, tưng bừng khai trương, dinh ngàn quà tặng, giảm giá cực sốc, mua hàng tận gốc. Điện máy nội thất Á Châu hợp tác với các tập đoàn điện máy, điện gia dụng, đồ nội thất hàng đầu Việt Nam, tưng bừng khai trương và chào đón hè 2022, khuyến mại giảm giá kèm theo hàng ngàn phần quà vô cùng hấp dẫn, khuyến mại áp dụng từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 2022. Điện máy nội thất Á Châu giảm giá từ 10 đến 49% cho tất cả mặt hàng, giảm giá tất cả mặt hàng, giảm sâu từ 1 triệu đến 7 triệu đồng. Loa karaoke 4 tấc đôi giảm 6 triệu còn 6.900.000 đồng, loa karaoke mini giảm 2 triệu còn 1.500.000 đồng, dàn nhạc sống mua về là đi sâu hát giảm 15 triệu còn 27 triệu đồng, tất cả tivi tủ lạnh máy giặt đều giảm mạnh, rẻ hơn điện máy xanh từ 1 đến 3 triệu đồng, tivi 32 inch giọng nói chính hãng Thái Lan giảm 3 triệu còn 5.500.000 đồng, tivi Samsung 50 inch giảm 7 triệu chỉ còn 17 triệu đồng, tủ lạnh sáp lớn giảm 4 triệu đồng còn lại 6 triệu đồng, bàn ghế salon gỗ cây tự nhiên không pha tạp, hàng chất lượng cao có bảo hành mối mọt nứt xé, giảm mạnh trong thời gian khuyến mại, bộ bàn ghế ăn giảm 6 triệu chỉ còn 6 triệu đồng, bộ salon giảm 5 triệu còn lại 6.500.000 đồng, tủ thờ, tủ áo gỗ thao lao chất lượng tốt, giá từ 4 triệu đến 9 triệu đồng. Hãy nhanh chân đến với Điện máy nội thất Á Châu để sở hữu cho mình những sản phẩm cao cấp nhất, đẹp nhất, hiện đại nhất với giá thành hợp lý nhất, đặc biệt với chương trình khuyến mại đổi cũ lấy mới với tất cả sản phẩm hấp dẫn nhất không thể bỏ qua, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, dinh hàng về ngay sau 10 phút, chỉ cần căn cước công dân và sổ hộ khẩu hoặc căn cước công dân và bằng lái xe, dân hàng đồ gia dụng giảm giá cực sốc như nồi cơm điện, bếp từ, chảo lẩu đa năng, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố đều được giảm giá và kèm quà tặng. Điện máy nội thất Á Châu bán hàng chính hãng, giá thành rẻ nhất, bảo hành dài hạn nhất. Nơi nào bán rẻ Á Châu bán rẻ hơn, nơi nào khuyến mại Á Châu khuyến mại nhiều hơn. Nhanh chân đến Điện máy nội thất Á Châu mua sắm ngay hôm nay để tận hưởng nhiều ưu đãi khuyến mại, mua hàng với giá thành siêu rẻ vô cùng hấp dẫn. Điện máy nội thất Á Châu, địa chỉ tỉnh lộ 853, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Điện thoại 0981776648, 0344619679. Xin hân hạnh được đón tiếp quý khách.